Tình xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay là được chị giấu tên ở bên Canada có tặng cho bà con ở xóm giữa là 70 phần nuôi nha cả nhà ơi. Đây, nuôi thì tiền cũng đã luộc xong hết trơn rồi. Đó. Bên đây thì mình có giá với lại hẹn nha. Còn cái phần này là cái nồi nước lèo nè. Đó. Cái này bỏ đâu vậy ba? Những người tại mình đâu có đậy đâu phải không? Đây, nồi nước lèo ở trong này là có núm nè. Rồi có thêm phần củ cải đỏ nè, củ sắn với lại bắp đó, bắp non cả nhà. Có trứng cút nha, huyết với lại thịt với lại gan. Thì tiền cũng đại diện cho bà con. Cảm ơn chị bên Canada rất là nhiều nha. Chúc chị và gia đình lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Đây thì mỗi một tô như vậy là hai cái trứng cút nha, một cục huyết nha, với lại ba lát thịt. Đây. Với lại hai miếng gan. Đó. Đây. Tiền sẽ cho lên cái phần này là có ngò gí nè, với lại hành đó cả nhà. Tiêu. Rồi, với lại hành phi. Đây. Mỗi một tô như vậy là 15.000 nha chị ơi. Dạ, đây con để thịt lên trước cho anh ba. Chúng ba trụng bên kia. Rồi. Bữa nay là chị bên Canada tặng nha, chúc bà con mình ăn ngon miệng. Ủa giờ nóng dữ ta. Nóng quá nóng luôn. Rồi đây, con gửi chú luôn, chúc chú ngon miệng nha. Dạ. Bữa nay là chỉ có tiền với lại hiếm ba thôi cả nhà. Đợi có gì lâu đợi giùm con chút xíu nha mấy cô. Rồi đây con gửi chú luôn. Dạ. Đây mỗi cái là 3 lát thịt với lại 2 lát gan. 2 cái trứng cút. Qua bên đấy kìa. Qua đây, qua đây. Tô nặng bên đây nha. Rồi, đây. Cảm ơn, cảm ơn nha. Không cần nãy đâu. Dạ tô có ai qua đây giùm con nha. Cậu Tư có ăn lấy tô đi mà Tư. À. Dạ. Mấy nuôi ăn nè anh. Rồi con gửi luôn. Rồi chúc mà Tư ngon miệng luôn. Cảm ơn. Dạ. Bữa nay là chị bên Canada tặng nha, chúc cho bà con mình ngon miệng. Chào mấy đứa. Dạ. Đây tiền đẩy nước lên trên miếng thịt đó, nó sẽ nóng đó cả nhà. Rồi đây, con gửi luôn, chúc cô ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi đây chị Tình. Rồi. Tô nào của con? Tô kia. Tô kia hả? Rồi tô có ai qua luôn mấy cô ơi. Đâu có ai kìa. Qua kìa. Nhung. Phải đâu đó. Được không? Không. Cái này có người lớn không? Người lớn bưng giùm con đi, mấy đứa nít nó bưng nóng lắm. Dạ bưng giùm cho nó đi. Để chỗ đó đi. Đây con để đây nha. Rồi nhận quà phải sao? Các con em quá giỏi. Rồi qua đây đứng đi, qua đây đứng giùm chị tiền đi. Nghỉ ăn luôn hả? Rồi đây con gửi luôn. Rồi chị này gửi nha. Ừ. Trời ơi. Trời ơi, nước nóng mà nó chạy kìa.
Này có gì không? Ép vô nha, xe lớn. Rồi đây con gửi gì luôn? Dạ. Ép bà Lời nha, ép vô bà Lời luôn. Rồi đây chị tiền gửi em nha. Ừ. Bữa nay là bà con là ai cũng vui hết trơn nha chị ơi. Thế mà bên đó thì trụng. Đây bé. Rồi con gửi luôn. Dạ. Thấy tô thì qua liền nha. Nhận bánh bao về. Rồi chị tiền gửi giúp em ngon miệng nha. Ừ. Bà chảy không bà chảy không có chảy nữa hả? Rồi giá giá dưới đít rồi không sao. Giá rồi không sao. Rồi chị tiền gửi em luôn. Em cảm ơn. Ừ. Dạ tương xay. Tương xay ớt. Rồi con gửi luôn. Dạ chú bút luôn miệng luôn. Dặn cái đầu ra. Dạ đúng rồi. Cho con nước. Dạ rồi con biết luôn. Dạ. Chồng ở đây. Để cho con đây. Thôi con. Dạ rồi, con gửi bà luôn. Dạ. Hấp cho thể cho cao cái. Bữa nay là rất là đông luôn nha mấy cô mấy chú rồi. Buổi trưa thì cũng rất là thích cái món này luôn. Ô, ai được cục thịt nó vậy? Cục thịt đó nó lọt trong nồi vậy. Thịt nó nước ngọt đó. Rồi đây cho tiền gửi em luôn. Rồi. Xô xách qua bên đây giùm cho tiền đi bé để nóng á. Rồi đây cho tiền gửi em luôn. Đây cho tiền để nắp cho. Rồi em dịnh hai bên dành. Rồi đúng rồi. Ừ. Rồi qua đây luôn mà Tư ơi. Này cho cậu Tư đi không được nữa. Dạ dạ con biết rồi. Này cậu Tư là đi không được cho cả nhà cho nên mà Tư lấy giùm. Dạ. Đi bà Út mà nghỉ ra bà Út. Út đâu? Bữa nay bà Út mặn hả? Đi nuôi anh Út ơi. Rồi hoài vậy. Rồi đây con gửi luôn bà Hai ơi. Dạ. Con bé này là nào nãy hả? Vậy bà đợi bà bưng giùm nó luôn nha. Để nóng lắm. Dạ. Rồi con gửi luôn. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Đây.
Dạ rồi. Rồi đẩy đại đi. Rồi con gãy ông luôn. Dạ. Mấy gà thế à? Bữa nay là buổi trưa nhưng mà rất là đông nha. Rồi đây chị Tiền gãy em nè. Được không? Rồi. Ừ. Để đi. Hồi dấu cầm. Rồi đây chị Tiền gửi em luôn. Cảm ơn chị. Rồi chúc ngon miệng nha. Rồi đây chị Tiền gửi, để nắp lại giùm nó đi chị. Rồi con đi lại ha. Nóng lắm, nóng lắm, con đi lại nữa. Rồi em gửi luôn. Bữa nay đắt quá nên mấy cô đợi chút xíu nha. Không cảm giùm con, ai tới sau đứng sau giùm con nha. Ai tới trước lấy trước, ai tới sau lấy sau giùm con luôn. Dạ. Rồi em gửi luôn. Bà cầm giùm con đi bà ba ơi, chừng nào tới thì. Dạ. Rồi con gửi cô luôn. Dạ. Bởi các bạn chỉ có thượng tao mới. Rồi đây. Nóng 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 cầm giùm đi cô ơi. Cảm ơn chị chơi. Ờ. Ăn cơm lưng lớn lên qua nhỏ xíu người ta không nghe đó. Lớn lên. Mà mốt nó đứng nó la làng không á. Cậy, la gì cũng mát bụng nữa. Đây, sao con đâu? Con đứng tốt bển thì con để qua đâu ạ? À? Con sắp hàng vô. Rồi đây con gửi luôn. Dạ. Chúc chị ngon miệng nha. Khỏi để cho chị thịt được không? Để thịt, để thịt. Để thịt ha. Tưởng đâu ăn thịt, thịt lại luôn. Ăn tương. Để ớt. Để đó chị tự để giùm em nha. Tự múc đi. Rồi em gửi luôn. Dạ. Mới mốt đi ta cầm này nè, nó không bị nóng. Rồi đây chị Tiền gửi em luôn. Cảm ơn chị. Ừ. Rồi chị Tiền gửi em nha. Ừ. Tí từ từ thôi, xe kìa mấy đứa ơi. Đi nghịch bên hết ba.
Rồi em gửi chị luôn. Dạ. Lấy nuôi ăn nè cô ba ơi. Lấy nuôi ăn. Dạ nuôi bà ba ơi. Bớt hồi là bà hết đó nghe. Bớt là hết á. Hết đó. Đâu có chờ được. Đó, đây 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 con gửi luôn bút ơi. Dạ. Bưng vô đây bà nội chở ra. Miệng nha. Dạ rồi con biết rồi. Bốp ơi, ra bưng tô bốp nè bốp ơi. Ra phía sau giùm chị tiền đi bé ơi. Phía sau đi bé. Để lục cho bà hai trước đi. Bây giờ rồi con gửi bút luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Có ai ăn tương thì xịt tương nha, có tương đầy đủ luôn. Dạ rồi của ai? Rồi, chú ba con miệng luôn. Dạ. Không có cái này hành xay, hành xay, ớt. Bà hai tô mini. Dạ. Bà hai ăn của con hoài bữa nha con. Dạ. Bà ăn giỏi bà hai. Ăn đặng phẻ. Rồi con gửi bà hai nha. Dạ dạ. Ba sao luôn mà ba ơi. Cái ly đó hay gì? Bữa nay cái ly nữa hả? Hả? Cái này cái ly có hả? Ly gương hả? Trời ơi. Ly xịn thì ly cái nóng mà sao? Rồi đây chị tiền gửi nè. Đây, chúc em ngon miệng nha. Ừ. Bà ba đi lấy thuốc hả? Bà đứng thuốc làm sao? Ra sao bé ơi? Đây đây tô này của ai? Nè con cầm con cầm giùm em đi rồi cái nóng ừ. Cầm để đậy lại nắp đàng hoàng cho em đi rồi con lại lấy của con. Được không? Con muốn về nhà trước đi, nhà ở đâu? Đằng kia đúng rồi. Bọc đó bà làm giùm nó rồi chị. Kìa cái bọc kìa bà dạch cái nắp nó thôi. Không lấy cái nắp, không có nắp hả? Nắp đổ hết. Nè bé. Chị tiền để đây nha. Thành, đọc cái lời nghe nha người người. Cảm ơn luôn. Dạ lấy ớt, tự lấy ớt cho con nha. Nó có sẵn luôn. Con để ớt nó thì lâu lắm. Trời nít vương vị nó rộng nó không gãy đổ. Nó không bị đổ. Đây con gãy gì luôn. Dạ. Nó nhỏ nhỏ nó ăn tiền nó múc nước tràn hết. Để đi con, để dưới đó đi. Ừ, để dưới đó đi. Là trụng rồi lấy.
nhỏ xíu xíu à. Đây. Dạ. Ở phía sau đừng để thịt để gan cho nó. Ba bán măng thịt hả? Ừ. Không ăn thịt, không ăn gan. Đi ra hai đậy rồi anh ơi. Em gãy nha. Đừng để thịt. Dạ. Đừng để huyết. Có để trứng thì để. Ông để huyết luôn. Không, để huyết không để gì kia thôi, để trứng thôi, khỏi để trứng luôn. Cho ba ăn chay. Này là của bà ba phải không? Ba này nè. Cái nào? Cái kia kìa. Ủa gì hả? Cái đó con bé đó mày. Con bé hả? Lộn rồi, lộn xô rồi. Rồi, để đâu vậy? Rồi chị tiền gửi em nha. Cảm ơn. Rồi này đi xin cho ông Tư một phần được không? Dạ được, rồi con biết rồi, ông Tư đi bệnh, con biết mà. Ông muốn ăn tương ăn, muốn ăn mặn ăn gì đó. Ông bệnh thì cho ông ăn mặn đi. Kệ đi, ông bệnh ông mặn cho ông có sức. Ông không có nhớ, dạ. Ông ăn gì luôn. Ông nói chuyện rồi tự, ông nói chuyện rồi tự, ông cự luôn đó rồi. Dạ. Ba muốn ngại ông khăn tí. Quên con bé rồi đây bé. Ôi, bà ba cảm ơn. Đây, dạ. Con nằm trước. Ừ. Đợi nãy giờ. Út Út qua đây giùm con đi Út. Sao mà tôi hai phần. Phần bì. Dạ. Mình ở đây mình biết trơn rồi chú ơi. Biết người nào bệnh, người nào không dạ, bệnh. Rồi. Người nào mở bệnh tôi cho. Rồi. Dạ. Rồi đây con gửi khô luôn, nóng quá. Méo luôn. Dạ. Méo tường. Rồi chúc con ngon miệng. Cảm ơn con nuôi. Luôn. Dạ. Nuôi nè, ăn không? Ăn nuôi không? Ăn. Ăn không? Con nó không có gào phải không? Ừ. Nãy bên nhà đây. Có lấy tô không? Chết vô con. Sát vô con ơi, xe con ơi qua đi đây. Tới nè. Luôn đi, tới luôn. Ừ, qua đây luôn đi vô nè, vô bà Lì. Rồi có tiền gửi. Của con đúng không? Rồi chúc con ngon miệng nha. Ừ. Nuôi. Rồi đây rồi, con gửi luôn. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Hết hả bà? Rồi hết người luôn. Không có bọc hả? Có bọc không? Có. Dạ có. Xin bọc cái gì? Hôm nay đi mà không xách hai cái tô đi. Xách hai cái tô đi. Còn cái đây tô một viên cái bọc nó mới chịu. Trứng hả? Ừ. Rồi đợi chị tiền chút xíu. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Bà hai phải không? Rồi con biết rồi. Giá à? Không lấy giá hả? Không đẩy gào chân phải không? Nuôi không phải không? Đây, qua đây chị. Rồi chị gửi luôn nha. Rồi chị. Rồi. Nhỏ xíu siêu con à. Mini. Này ba múc nước giùm con đi ba. Trứng đâu? Đó. Nó à. Con vào đi. Cảm ơn bà. Ờ kêu bằng bà chứ hả? Chứ cháu ngoại ba mà. Cháu ngoại, cháu nội hả? Tại đâu con bớt không à? Bọc nữa ba. Bọc nữa hả? Dạ. Bọc nữa, tay múc nước, đây lấy cái bọc. Bà lấy bọc giùm con ơi không? Dạ. Bà không làm gì lấy bọc giùm con ơi. Không, cháu mau. Đây, một bọc. Lấy bọc quay ấy này đi. Dạ, dạ. Bọc tròn. Tròn. Ấy không, đầy đủ đúng không? Bà ba ơi. Gọt hành gọi hả?
rồi đời á. Trời ơi, lặt sớm rồi tới giờ luôn. Cái chiều tối rồi. Bên kia bà ba, bên kia bà ba. Để tôm ở đây nè ba. Chưa có gì. Trời ơi, chỉ cho biết không không chưa. Mẹ mẹ nó đi nó mới đi. Mẹ con đi con mới đi. Đang cái năng nó không kiểu vậy. Trứng ở trong bọc rồi. Về ăn quay. Cảm ơn coi. Ừ. Bà. Thấy mẹ bự bự rồi đó. Mở mở bọc Út ơi. Nặng viết gì? Út ơi, mở bọc Út ơi. Bà kiếm giùm con cầm dưới không mấy Út. Nãy quên soạn ra sẵn. Có trong đó đó. Nằm bên đó đó. Dưới đất nè. Trời ơi. Bà đi qua bển, bọc qua bển kìa. Ừ, bà lấy tô gọi là bọc qua bển đi. Đây. Thôi qua đá chi đi về nè, qua đá chi rồi. Ủa, đứng đây, qua nhỏ lên chơi hả? Rồi. Cảm ơn các con. Dạ. Bà hai bác bệnh á, cái cho nên Út xin giùm. Nhiều ăn nhiều. Trời ơi, hành đẩy là nó bỏ đẳng lặt không á, cho nên là đừng có nghĩ rằng là hành đẳng đẳng làm tốt. Hành đẹp mới đem cho mấy bà là không à, hành xấu tặng tôi thì sao? Tốt. Rồi, đây con gửi luôn. Rồi rồi. Chúc bà ba ngon miệng nha. Lặt hành bữa nay rồi đổi nghề hả bà? Ơi, chưa ba lội ba lạc sáng hả bán làm sai sổ là mày trời chịu ơi. Nổi không tiền đâu xài hết không rồi tối có ai qua đây giùm con luôn rồi con gãy luôn cô Liên ơi còn tối đó có con nhỏ bé không bưng giùm nó luôn đi nóng rồi đây con gửi luôn dạ còn mấy tô nữa là hết rồi chúc ngon miệng luôn chị ơi nuôi nè có ăn nuôi ghé lấy luôn có tô làm cho cái bọc đi nè em ba để bọc nó bọc bánh em ba đây mới được chị đây được chị giống tự giờ ăn chưa chị nhung bằng cá hả bằng cá lên con trụng cho chị quên nó kêu chị lấy giùm em kìa có bọc kìa nè em có nè mà dạch ra đi đó để vô em để vô luôn cho nó mau ba ba mới cho rồi chúc chị ngon miệng nha rồi cảm ơn nè dạ nuôi ơi bảy ơi nuôi đây nuôi đây đây nghe sẵn thiệp mời miễu gần tới viết thiệp chứ chưa mời chị ghé lấy nuôi dặn chị ơi có bọc luôn lại đây hình như mình chưa xịt tiêu phải nhiều món quá quên không nhớ làm bọc cho bả đi hết bà ừ. Rồi qua đây giùm con chị Nhung ơi đây chúc chị Nhung ngon miệng luôn chị có ăn nuôi lấy ghé lấy nuôi luôn có bọc dạ nha. Có bịch luôn có nha bọc rồi để đẩy đó đi để về đi, để đẩy đó đi của tụi con làm cho dạ mới đi bán vậy vậy bán dạo thêm hả rồi xe đâu không thấy à vậy đi bán xe đà dạo bán dạo ha bán dạo.
chị qua lấy bọc giùm em đi chị. Bà ơi, bà qua đây giùm con đi bà ơi. Bà Tư, bà Hà Tư. Để lại đi, để lại ngoài đi nữa, có ai lấy luôn. Rồi chúc ngon miệng nha. Dạ. Chị lấy làm bọc nữa hả? Bà lấy bọc giùm con đi bà, dạch bọc qua giùm con. Dạch cái giùm con đi bốt cho mau. Dạ. Đây nè, bên đây nè, bên này nè, nè nè, nguyên chùm nè. Rồi con gửi bà luôn nha. Rồi đây gửi chị luôn nha. Dạ. Dạ lấy tô qua đi bút ơi. Rồi đây em gửi luôn. Cảm ơn ạ. Dạ. Nuôi đây. Nuôi ghé lấy nha. Mấy tô nó hết à? 2, 4, 6, 8, 9 tô. Nhìn nó cút rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tô à. Cảm ơn. Dạ dạ. Cứ bên nhà lấy tô đi ăn chứ ngon tẩy. Trời nhà ơi. Có cái tô một hả? Rồi đợi em nghe. Đưa ra bốc. Xuống mình lấy đi. Chị gạn nuôi, chị gạn ơi nuôi nè. Rồi gửi luôn chúc con miệng nha. Cảm ơn. Thêm một bọc nữa. Một bọc quay sách nó phải không? Phải một nào. Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Nuôi nẻo khoai ơi. Rồi lấy đây luôn. Dừng xe lại. Rồi gửi bút luôn. Dạ. Chưa được múc bọc. Để cái bọc đó đi đi. Múc lấy xem. Bọc sẵn giùm em. Em bóp lấy à. Cho con bé đó con bọc nó. Rồi gửi luôn chúc anh ngon miệng nha. Lấy thêm cái bọc đường đó Út. Là hết là đắt quá. Dạ. Đi bẻ bẻ gì vậy gì Út? Làm gì vậy? Đi lấy rau muống về. Rau muống bán lại hay gì? Ờ. Này đúng rồi hết trơn. Đang lấy rồi kìa. Đang rồi. Buôn người này bắt người kia ha. Vậy mới không nổi. Thằng sợ. Ghê không? Rồi đây gửi luôn. Cho bé trước được rồi. Trời. Lấy Út liền luôn nè. Hết luôn rồi, còn 2 tô nữa. Dạ 2 tô. Ăn chút nghỉ cơm quá. Cho ăn bao no mà còn nói là ăn nghỉ cơm. Rồi chú bút ngon miệng luôn. Rồi, dạ. Còn mấy tô? 4 tô, cái này còn 2 tô hết hả? 2 tô trứng cút nó hết rồi. Nói không bà ba ơi. Cho ăn bọc đi. Cho ăn bọc đi. Cho ăn bọc đi. Còn bọc nữa cuối cùng. 2 bọc ha. 2 ba bọc hết.
Cái chổi, cái chổi. Ghé lấy một nồi văn rồi ba ơi. Còn mấy tô nữa là hết rồi. Cá lưu kiến hả? Nhỏ thiệt. Nhỏ ta chơi. Cá lưu kiến nhỏ không hả? Nhỏ nó không có nạt bằng bự. Lùa cá bự. Xin rồi. Lấy rồi. Rồi bà đi dọn bánh đó. Này nếu nuôi không nè, xin cho nuôi nè. Nuôi đây. Rồi đây. Kệ bà bành sẵn cho bà kìa đó. Kệ. Đây, đây 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 rồi. Dạ. Rồi một bịch nữa. Ăn cho khỏe coi. Đây nó lại lấy rồi cho nó bịch đi. Quá trời nó gích. Bà dạch ra giùm luôn, dạch ra giùm luôn tay. Dạch luôn bốt coi. Trơn trơn gạch nó không có ra. Rồi rồi ra rồi đó. Rồi còn tô cuối cùng hết trơn. Tại hồi nãy là dư gan với lại dư quyết là có người hai người ta không lấy cái nhà cho nên là nó dư gan nha. Chú nuôi không chú? Dạ mặn. Dạ rồi. Chú ăn đỡ giùm con nha, còn quyết với gan hết chú. Được không? Rồi cá trứng cút đi ha. Nghiêng nghiêng. Cho ngựng cá trứng cút và ốc 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 cho con nó bọc. Bọc nó hết rồi ốc rồi. Rồi. Rồi em gửi luôn chú Anh ngon miệng nha. Dạ. Này không có thịt nè, cho 4 miếng gan luôn. Cục quyết vét hết luôn. Người cuối như nên là đặc biệt. Rồi xong. Giờ này thím ba cho nước tràn trề luôn. Đầy dung luôn. Là dung luôn. Này về trụng thêm gói mì nữa chú ơi. Ăn khỏi ăn cơm chú. Để gói mì vô. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Khỏi tiền hả? Dạ không, tặng tặng hôm nay tặng nha chú. Rồi đúng rồi. Thì em cảm ơn chị bên Canada rất là nhiều nghe chị. Chúc chị và gia đình lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè. Hôm nay thì 70 phần thì bà con rất là thích cái món này vào buổi trưa luôn. Chúc chị lúc nào cũng có nhiều may mắn trong cuộc sống của mình nha. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm theo dõi video của Tiền với lại Hiếm Ba. Bây giờ xin chào. Bye. Chào.